Này thiện hiện địa giới chẳng thể nhiếp thọ, nếu địa giới chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là địa giới, thủy hỏa phong không thức giới chẳng thể nhiếp thọ, nếu thủy hỏa phong không thức giới chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là thủy hỏa phong không thức giới. Này thiện hiện vô minh chẳng thể nhiếp thọ, nếu vô minh chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là vô minh hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử chẳng thể nhiếp thọ nếu hành cho đến lão tử chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là hành cho đến lão tử này thiện hiện việc xa lìa giết hại sanh mạng chẳng thể nhiếp thọ nếu việc xa lìa giết hại sanh mạng chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là việc xa lìa giết hại sanh mạng việc xa lìa sự chẳng cho mà lấy dâm dục tà hạnh chẳng thể nhiếp thọ nếu xa lìa việc chẳng cho mà lấy dâm dục tà hạnh chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là việc xa lìa sự chẳng cho mà lấy dâm dục tà hạnh này thiện hiện, việc xa lìa lời nói hư dối chẳng thể nhiếp thọ, nếu việc xa lìa lời nói hư dối chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là việc xa lìa lời nói hư dối, việc xa lìa lời nói thôi ác, lời nói chia rẽ, lời nói hỗn tạp chẳng thể nhiếp thọ, nếu việc lìa lời nói thôi ác, lời nói chia rẽ, lời nói hỗn tạp chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là việc lìa lời nói thôi ác lời nói chia rẽ lời nói hỗn tạp này thiện hiện việc xa lìa tham dục chẳng thể nhiếp thọ nếu việc xa lìa tham dục chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là việc xa lìa tham dục việc xa lìa sân giận tà kiến chẳng thể nhiếp thọ nếu việc xa lìa sân giận tà kiến chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là việc xa lìa sân giận tà kiến này thiện hiện sơ thiền chẳng thể nhiếp thọ nếu sơ thiền chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là sơ thiền đệ nhị đệ tam đệ tứ thiền chẳng thể nhiếp thọ nếu đệ nhị đệ tam đệ tứ thiền chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là đệ nhị đệ tam đệ tứ thiền